Dù xin chào các bạn, mình là Suder đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Puppy Playtime Chapter 2 tập 2. Tiếp nối tập trước, mình đã gặp mặt Mommy Longlegs trong nhà máy đồ chơi Playtime và nhiệm vụ của mình phải chơi 3 trò chơi do Mommy Longlegs tổ chức. Những trò chơi này nhìn tưởng đơn giản nhưng vô cùng khó và kinh dị. Liệu mình có chiến thắng nổi Mommy Longlegs và chạy trốn thoát khỏi nhà máy đồ chơi Playtime cũng như sự truy đuổi của Mommy Longlegs hay không? Hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, quay trở lại với Puppy Playtime Chapter 2. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở về với cái đoạn mình đã bỏ, mình đã dừng lại ở cái tập trước các bạn nha. Đấy, quay trở lại với cái khu này sau khi mình bị lấy mất cái cánh tay phải của mình. Và bây giờ mình phải đi vào đây, mình phải chơi những cái trò chơi của Mommy Longlegs. Bấm vào đây. Ok, không hiểu gì hết. Ok, mà Mommy Longlegs bảo mình là phải chơi cái trò music cái này. Ủa, hình như chưa chơi các bạn ạ. Mình còn phải làm gì đó. Okay. Sau đây lại có cánh tay màu xanh lá cây này. Ồ, tức có nghĩa là mình sẽ phải lấy cánh tay màu xanh lá cây à? Ai chà chà. Đâu, thế nào? Ủa. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. Ba trò rất vui. Little test show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Ok, đi theo Mommy Longlegs đi chơi trò musical. Ok. Vấn đề là bây giờ là nó có mở cho mình chơi không? À đây, nó mở rồi này. Có khi là chỉ một tay này, có khi là phải kiếm ở trong này. Đây. Yeah, rồi, xuống đây nào. Let's party. Ồ, có một con thỏ ở đây à? Ui, con thỏ này cũng đầy máu này. Ui. Rồi, có một cái lỗ ở đây. Ê, trời. Ui. Ê, đứa mom này kỳ cục vậy ta. Rồi, không đi thẳng được, phải nhảy xuống dưới à? Ui, sao chui dưới hầm này? Tớ mom ạ. À. Bốn cái hình ở đây. Ở đây có một cái công tắc. Chắc là mình sẽ phải gạt công tắc này xuống để cho nó có đèn đúng không? Nice. Yeah, đúng rồi. Công cụ băng màu xanh lá cây. Ok. Rồi, mình sẽ tìm cái TV. TV đâu nhỉ? Đây. Ok. Ông xem nào, để xem nó nói gì nào. Lại cái nhạc này, cái nhạc quen thuộc của cái nhà máy này. Cánh tay màu xanh lá cây sẽ bắn điện, bắn vào cái ổ điện xe lá cây để giữ được điện. Và cái luồng điện này sẽ tồn tại trong vòng 10 giây. Sau 10 giây thì sẽ mất điện. Nhưng mà cái cánh tay xe lá cây ở đâu thì họ không nói. Khi mà đang giữ điện thì bắn tay xe lá cây vào những cái ổ nhận thì sẽ kích hoạt tạm thời cái hệ thống điện. Ồ, nếu mà không cẩn thận là cửa nó đè cho nát bét luôn các bạn ạ. Cảm ơn vì đã xem cái video này. Nhưng mà cái cánh tay xe lá cây ở đâu thì không ai nói cho tôi biết cả. Mình có bỏ lỡ chỗ nào không nhỉ? Mình có bỏ lỡ cái tay màu xe lá cây ở đâu không? Hay là bấm vào đây nhỉ? Cái tay đúng không? Gì đấy? Bóng à? Ok. Làm gì đấy? Làm gì này? Bây giờ là có bấm cái này đúng không? Ok, nó pop. Qua bấm của. Đây. Rồi, mình phải gắn cái ống này lại. Rồi. Bây giờ bấm này. Nước nó mới chạy lên này. Đó, nó chạy lên vào cái ống này, nó rơi xuống đây đúng không? Mình làm cái tay. Mình tự làm ra cái tay luôn chứ không phải lấy ở đâu cả. Đây, đó. Một đống tay nó chạy này. Rồi bây giờ mình bấm vào đây. Rồi đổ màu, sơn màu lên cánh tay. Ủa? Trong máy nó không có sơn. Giờ phải kiếm sơn đổ vào cái máy này à? Sơn đây rồi sao không đổ? À có lẽ là mình phải đi lên đây các bạn ạ. Mình phải đi lên đây để mình kiếm cái sơn màu xanh lá cây đổ vào đó. Okay. Đây. Cái gì cũng phải có sơn màu lên. Nice. Ok, xin bình nhá. Đổ vào đây à? Đây đúng không? Đây đúng không? Oh, yes. Yeah,
Đúng rồi, yes, 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 yes. Rồi, bấm vào. Rồi, thì xuống, đúng rồi. Ui, không những cho một cái bàn tay mà cho mình hẳn 5 cái bàn tay màu xanh là cây luôn. Được chưa? Cuối cùng, đóng gói. À, phải đóng gói mà chuyển ra đây. Ok, xin cái nào. Yes, mình đã có bàn tay màu xanh là cây. Wow. Và bây giờ thì chúng ta phải làm cái gì nhỉ? Nói chứ bây giờ chúng không biết, mình không biết chúng ta phải làm gì luôn đó các bạn. Bây giờ mình phải dẫn điện ở đây. À, đây. Lấy điện ở đây. Rồi, truyền vào đây. Đó, sau đó chạy qua đây. Yes. Nice. Hai đường rồi ta. Thế thì đường này. Rồi, ra rồi. Ô, và mình chui được vào trong này luôn các bạn ạ. Dậy đi ông cháu ơi. Ở khu này là khu chơi chưa? Ô, ui. Rồi sao nữa? Ok, màu tím. Ơ, xem phim. Welcome to musical memory. Trí nhớ âm nhạc. Ok. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain. Bộ não rồi lại còn trí tuệ gì đây? And efficiently your brain works. Đâu cái chơi nào? A sequence of colors will be shown. Sẽ có một đoạn màu. Và mình phải bấm lại theo đúng cái đoạn màu đấy. Ôi, đơn giản. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back. À, có một con thỏ Bunzo. Con này mà rơi xuống nó chạm chúng mình ấy là mình sẽ thua. Mà con này mình thấy tay nó cầm hai cái cục như kiểu này, nghi nó rơi xuống nó cốp đầu mình lắm các bạn ạ. Isn't it amazing? Oh! Mommy hasn't seen the place I've been running in years. Mommy lâu lét chưa thấy ai chơi trong suốt mấy năm. Imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time. Đã rất lâu rồi Bunzo chưa chơi. Ôi, đó biết ngay mà. Thế là nó cũng đập đầu mình. Chúc may mắn. Đều. Đó. Ok. Đó. À, hai lần đỏ. Đỏ, xanh. Đỏ, xanh. Đỏ, xanh, vàng. Đỏ, xanh, vàng. Xanh, đỏ, xanh, vàng, xanh. Ok. Ui, bây giờ xong hiệp 1 à? Đỏ. Ô, đỏ, xanh là cây. Đỏ sẽ là cây nước biển. Red, green, blue. Đỏ sẽ là cây hai lần trên nước biển. Red, green, blue, red. Ok, đỏ sẽ là cây hai lần trên nước biển. Về lại với đỏ. Red, green, blue, red. Violet. À, đỏ. Này. Nhưng mà màu tím thì có. Thì có màu tím. À đây, màu tím này. Màu tím sau lưng ạ. Vãi trường. Wow. Nó thêm cả màu tím từ hồi nào mình không để ý luôn ấy. Tím. Tím. Xanh nước biển. Tím. Xanh nước biển. Ui, là thêm màu trắng à. Ui, phức tạp nha. Violet. Blue. White. Orange. Ui, nhiều màu thế. Violet, blue, white, orange, blue. Tím, xanh, trắng, cam, xanh, cam. Tím, xanh, trắng, cam, xanh, cam. Ui. Không chưa? Vẫn còn à? Cố tích. What is that? Sao lại blue vậy? À! Chữ à? What? À, ở đây đâu có nói là có chữ đâu, màu mà. Blue J Heart. Sẽ yellow mà lại màu này à? Blue J Heart. Vàng.
Poppy. Blue Jay Heart Yellow Pie. Nước hỏa chấm. Cái gì đây? Sao nhiều ký tự ở đây? Mommy cho một phần của cái mật mã. Ui, 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 ui. Quách nó luồn, Mommy long lách luồn tay đây. Ui, đâu sao nào? Đây, đâu, train code. Hướng dẫn này các bạn ơi, hướng dẫn này. Phải bấm đúng nút thì mới có thể đi được cái tàu để mà thoát ra khỏi đây. Cho tôi ra khỏi đây đi. Cái trò này nó, ui, ui. What? Ê, kỳ bạn ơi, tôi đây mà. Bây giờ mình lại bị kẹt ở dưới rồi. Chắc phải giật cái ống ra đúng không? Giật cái này ra để mình chạy vào đúng không? Ok, rồi, hôm nay nó mà hù mình đi nha. Mình hết banh chành luôn đó các bạn ạ. Cái tiếng gì nhỉ? Các bạn nghe tiếng đúng không? Ui, mình xuống một cái chỗ như kiểu kho đồ chơi à? Rồi, mình phải làm gì ở đây? Ui, 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 con khủng long này to ê. Mày mà hù tao nha. Tao bắt mẹ nha. Không chơi kiểu đấy nha. Không thể hù mấy bọn này. Đây, gạt này xuống đúng không? Thật đó. Quá nặng, giờ phải ra đến đẩy con này ra. Đúng không? Đẩy con này ra để mình bấm cái này để mình đi lên trên này. Đúng rồi. Ok. Mà làm sao để nó ra thì không, người ta không nói. À, nó có một cái ổ chỗ nhận điện đây này. Ô, ôi, mình di chuyển cái này. Ok. Rồi, đây, đi tiếp. Ok. Đẩy cái này ra đây. Ôi, nó đi đường đúng xa luôn đó các bạn ạ. Đây, lên đây. Yes sir. Đúng rồi. Sao để nó ra đây? Đúng rồi, ổ điện đây đúng không? Gắn điện vào. Ok. Kẹp lại lên cho nó, kẹp lên. Ok. Kẹp nó ra. Đưa cho khác. Ok con dê, đến lúc để đi lên rồi. Yeah boy. Let's go. Ui, có hai đường. Không, để không lên được. Đây là một đường dây tàu hỏa. Okay. Đi kia. Bắt buộc mình phải đi đường này. Có một cái đường nối điện à. Có một cái nút bấm ở đây. Có đến hai cái đường nối điện cơ à? À đây, chỉ là như này thôi. Đây. Đó. Okay. Cuốn cái này. Ủa đúng không ta? Ủa sao nữa nhỉ? Mình phải làm sao để mình cuốn qua cái này nè. Ủa, khó nhỉ? Khó đấy. Làm sao bây giờ để mà cho cái này, cái dây, cái tay của mình nó vòng qua được. Cả hai cái này, hai cái cột. Okay. Đúng rồi. Cái này xuống trước, sau qua cái này. Rồi. Nó bắt đầu. Đứng ở đây. Let's go. Ô, nó mở cửa đây à? Hợp lý rồi đấy. Ok. Cái này là ở phần chapter 1 đã có rồi nên là mình cũng không có bị giật mình lắm. Ok. Rồi, có một cái cửa nó gài ở đây. Ai là người gài cái cửa này? Để bỏ ra, mở cửa ra. Chuột mắng
nhẹ cầm đồ máu me gì đây. Ơ ui, bây giờ Mommy Long Legs chặn cửa này luôn chứ. Như vậy là mình đã xong rồi. Xong trò đầu tiên các bạn ơi. Let's go. Đã xong trò Musical Memory rồi. Rồi, đi trò tiếp theo nào. Đây. Bip 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 này rồi. Trò thứ hai đi. Okay. You did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Bạn rất tốt. Ai cho phép bạn giỏi như vậy? Mommy is super proud of you. But I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wacko Wuggy. Game tiếp theo đập Wuggy. Ok, game này là game nó là kiểu bắt chước game đập chuột đúng không? Nào quất luôn nào thế nào? Có những cái đứa một khác màu vàng à? Hey. Wow! Trong này là cất một đống các cái tay thể loại tay luôn. Tay xanh tay đỏ trong này ạ. Ok mà thôi. Mình không cần nữa rồi, mình đã có tay xanh lá cây rồi. Ok. Cát không này. Đây cái lon cát không này. Rồi, xem nào. Chơi như nào đây? Welcome to Wacko Wuggy. Ok. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Đến được kiểm tra độ phản ứng của mình. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Mình dùng cái tay đấy. 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Có Huggy Wuggy chui ra từ lỗ. If one comes out, hit it with your grab pack. Đập như này, đập mặt Huggy Wuggy. That's all. Chỉ thế thôi. Ê! Đừng bảo đây là sự trở lại của Huggy Wuggy nha. Ở chapter 1 nha. Ê, đừng bảo nó chui ra từ đây nha. The toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Ok. Đồ chơi ở đây gắn dây nên là nó sẽ được giật về nhưng mà nó đi đến quá gần trẻ em. Chúc vui nhé. Ui. Ê! Cái tiếng đó không phải là tiếng. Oh no. Từng tiếng Huggy Wuggy đi trong ống thông hơi vậy. Ui sao nó khắp nơi vậy. Later. Hai tay chọt luôn. Nice. Ok, thắng rồi các bạn ạ, rồi. Đã thắng rồi. Và bây giờ con Mommy Long Legs nó sẽ đưa mình thêm một cái cốt nữa. Đưa cốt cho chúng ta đây. Cốt thứ hai là bốn màu này. Ok, được rồi. Chỉ còn một trò thôi là mình sẽ chạy thoát ra khỏi đây được rồi. Ôi, Mommy hy vọng mình ở đây mãi mãi. Không. Không có chuyện đấy đâu. Không bao giờ quá muộn để thay đổi suy nghĩ á. Không bao giờ suy nghĩ. Rồi, ok. Có vẻ như là cái này là cầu thang đi lên. Ủa, có cầu thang kì vậy bạn ơi. Thế bây giờ lại còn game đấy còn bóc cua. Chắc chắn là phải có cái gì đấy để mình bám lên trên chứ làm sao mà có như kia đúng không? Cái này đúng không? Ủa, không tới à? Thế tới không? Nice. Ê. Rồi, hiểu rồi. Tay phải đi. Yes sir. Ok được rồi. Nice. Nào, đi ra khỏi chơi nó còn lại nào. Mình muốn thoát ra khỏi cái nhà máy này lắm rồi đấy. À, có hai đường.
Ê! Ê! Đừng bảo tôi! Đừng bảo đốt! Kissimissi! Ê! Kissimissi có định làm gì tôi không đây? Ê! Ê! Kissimissi ơi! Kissimissi ơi! Kissimissi giúp mình á hả? Sao mình tưởng là búp bê ở đây là đều bị ám và đều muốn giết mình chứ chở? Mình không nghĩ là Kissimissi lại đi giúp mình như vậy đâu ấy. Ê, nhưng mà đừng bảo là chỉ ra vẻ vậy thôi nhá. Ra đây là Kissimissi xử mình luôn nhá. Rồi có một cái bộ ổ điện ở đây, thuyền qua bên kia đúng không? Lấy điện đây, nhắm vào đây, cái một cổng này. Ê, ở đây có đường đi này. Không ạ, không đừng đi. Không no, được. No, no. Ủa, kẹt làm sao đi? Không, đây là đường cho mình đi vòng là ngược lại. Nếu trong trường hợp mà mình bị cái này. Đó, đúng rồi. No. Trong trường hợp mà mình bấm không kịp thì là đường này cho mình ra đây nốt, ra đây lại để mình chơi lại. Rồi lấy điện đây để phòng đi. Cái gì đây không? Để mình bật điện vào. Biết ngay là có mà. No. Ô, ô, vừa kịp. Hả? Nhưng vẫn còn điện cần điện nữa. Trời ơi, sao đây nhiều chỗ cần điện vậy? Thế lại phải đi cái đường ống này. Đây, ống này nó sẽ sai ta. Không, đúng rồi bạn ạ. Không, cần gạt. Cảm xúc là mở cửa cái này đi. À, nó để cho mình có thể đi được thẳng đường này. Rồi, ok, hiểu. Rồi, xin điện này. Đây. Xin điện nha. Ô. Có một cái cuộn băng ở đấy, mình để vào đây mà mình lại không có cuộn băng ở đây rồi. À đây cuộn băng nó đây này. Thế nào? Ông nào đây? Ủa sao nhìn trông giống Jacksepticeye ai vậy? Yeah, mình đang càng cảm thấy giống cái ông Jacksepticeye các bạn ạ. Một ông YouTuber chuyên chơi game. You see, I was heading home for the day when my A-Pars realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby and that's when I see it. A map handle lodged under the innovation wing gate. So what you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Okay, mình đã không hiểu ông ấy nói gì các bạn ạ. Mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải hiểu lắm đâu. Okay. Person that's 50 feet long with 1,000 legs. À, mình nói về là gặp mummy long legs này. Rồi nói chung là phỏng vấn một ông nhân viên. Nhân viên ông ấy thấy mummy long legs. Để xem camera để xem như nào. Có một quái vật to khủng khiếp đi trong này. Chúng ta làm đồ chơi chứ có làm quái vật đâu. Rồi đi đi. Ok và mình. Ok đúng là chỉ là kẻ cho vui chứ không có liên quan gì đến cốt truyện chính các bạn ạ. Rồi như vậy bây giờ là mình phải lắp cả hai điện vào cùng lúc đúng không? Rồi. Rồi, cái điện này là trước này. À đây. Rồi, đây. Let's go. Easy. Thì qua luôn. Xin cái điện này. Ủa hết luôn à? À chứ mà chỉ là đường cho mình đi ở đây thôi đúng không? Ủa. Thì là một đường vòng thôi mà. Có lẽ là mình phải làm cái nào đấy cho cái xe này nó chạy các bạn ạ. Mình có thể ẩn cái xe này. Nice. Mà giờ nghe cái nhạc có vẻ không ổn nhá. Ẩn cái xe này cho nó đi xuống dưới đúng không? Nó sẽ hất không tung cái gỗ đang chắn. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Từ xuống là xe đồ chơi xuống. Nào, húc đổ cái kia đi. Húc đổ gỗ đi. Từ xuống. Let's go. Easy. Rồi cái bên này. Dây dợ lằng nhằng gì đây? Lạc xuống đây à?
À, cái này là chỗ lúc mình xuống. À đây, đi lên trên. Yes, xong trò thứ hai. No. Rồi, tầm 3 mommy long leg. Đấy, rồi, trò thứ 3, trò cuối cùng. Rồi, chưa chơi bao giờ nha. Trò cuối cùng. Statue. Ok. Hy vọng có ngày vui vẻ ở đây. Dạ, tôi đang rất vui đây, rất vui để được thoát ra khỏi đây đây. Mở ra, nhìn thấy khẩn trương. Gì nữa? Cái gì nữa? Mở đi chứ. Bị lỗi rồi, ê. Alo, alo. Các bạn hỗ trợ ơi, bạn hỗ trợ ơi. Cái cửa này bị lỗi rồi. Trò này bị lỗi rồi. Trò này đang bảo trì sao? Các anh chị nhân viên ơi. Các anh chị có nghe tôi nói không ạ? Trò này hỏng rồi các anh chị ơi. Các anh chị kỳ cục với các anh chị ơi. Các anh chị cho em chơi mà các anh chị không mở cửa à? Hay là phải dùng cả hai tay nhỉ? Hai tay này đâu có mở đâu. À mở được thật kìa. Ủa hóa ra là dùng hai tay mình kéo cửa thật các bạn ạ. Wow. Không ngờ luôn á. Cuối cùng thì việc gì cũng phải đến tay mình. Đúng nghĩa đen luôn. Rồi vào đây. Rồi lại ổ điện. Truyền điện vào đây. Con này con gì đây? Không, tôm chơi hết á. Ok. Rồi sao? À, lấy điện ở đây. Truyền vào đây. Sau đó mình bám bên đây. Leo lên. Oh my god. Rồi, thiếu điện số 1 truyền đến đây rồi. Ta xem lại cái ổ điện số 1 nằm ở đâu nào. Chỗ này nó sáng sẵn rồi này. Rồi. Yeah boy. Quàng vào cái này. Quàng cái này. Xin cái điện này. Bật vào đây. Tay phải đu lên. Ok. Mình bấm được rồi và có vẻ như là mình nghĩ là mình đã mở được cái cửa ngoài này này. Yes, đúng rồi. Rồi, đến với trò thứ 3, OTV. Welcome to statues. Bức tượng. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Kiểm tra thể lực à? The rules are simple. Luật rất đơn giản. The lights will turn off. Đèn sẽ tắt. You can move through the obstacle course at this time. Đèn xanh, đèn đỏ, Squid Game. Đèn sáng là không được đi, còn đèn tắt là đi. Ui dồi ôi. PJ Pugapillar will follow you. What? If PJ reaches you, your test is over. Có một con sâu sẽ đuổi theo bạn. Nếu mà con sâu nó chặt vào bạn là bạn thua. Ui, ui, giật cho mình. Rồi, good luck. Rồi, đâu, cho tôi vào đây nào. Ok. Rồi. Trẻ gọi tôi là mommy bởi vì là đấy là búp bê gần nhất với cái gì mà bọn nó không gọi là mẹ. Bọn chúng để mommy chết một mình. Và con này đang cử động đúng không? Nếu mà ai phải xứng đáng chết một mình chính là người đấy. Ê, mommy này hơi đảng quá nha. Rồi ok, cái xe đỏ này. Ngày tiếng sâu nó chạy đuổi theo ghê vãi. Ý nữa mình di chuyển. Easy, cái easy này, cái dễ này. Oh no. Rồi chết tôi rồi, dễ không đi được. Tôi xong rồi. Đi tới đây rồi. Dễ là không đi được ạ.
Ui nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa các bạn ơi. Chạy tiếp đi. Ui nó bò kìa. Có vẻ như đây là đường thoát. Chắc chắn là có lẽ là đây là đúng là đường rồi này. Đường lên đây là đúng rồi đấy. Nhưng mà có cái gì ở đây? Oh my god. Nó ở ngay đây luôn á. Có một cái đường hầm đây này. Quay lại và mommy cho cốt á. Không, không, tao đâu có ngu. Tao đẹp trai chứ tao đâu có ngu đâu. Mommy thấy biết game khó nhưng mà mommy nghĩ rằng cho mày thắng luôn. Không, tao không có ngu. Biết 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 trò này của mày rồi mommy ạ. À. Nè, nó, các bạn nghe nó chửi mình không? Nó kêu là quay lại đây với tao. Thôi thôi. Tao mày dám cãi lời tao. Mày đâu rồi? Thế thôi, chạy thôi các bạn ạ. Quả chỉ có chạy thôi chứ không thể nào mà mấy được chấp nhận nổi được cái con mommy long leg nữa rồi. Ở đây thì sao nữa? À đây, có cái đường ống ở đây. Ống thông hơi ở đây. Rồi, lại lên đây đúng không? Ui, cao thế. May quá tay mình đủ dài. Cửa này không mở được. Lên thang thôi. Oh. Water treatment. Vậy là chơi với nước à? Là sao đây? Xoay lên trên 90 độ. Thí nghiệm mommy long leg. Oh. Đúng thật sự, đúng là mommy long leg là một con quái vật được tạo ra trong cái phòng thí nghiệm này các bạn ạ. Thế mà dám láo nháo, dám chém gió là công ty này chỉ có làm búp bê. Ở đây có cái băng của sẽ là cây không nhỉ? Mình lắp vào đây mình xem phim phát. Ok. Thế như nào đây? Nước nồi gì ghê thế này. À, bây giờ là mình sẽ phải xoay cái này đúng không? Cái này để xoay đúng không? Cái này là xoay cái đường nước này. Mình phải xoay nó về góc cho mình. Phát nữa. Rồi. Nice. Sau đó mình đi thẳng qua đây thôi. Qua đây mình chỉ đi sang bên trái này. Okay. Bộ bột phải đi ở đây. Ui. Ui. Vẫn còn dây chuyền sản xuất con này à? Cái này gạt xuống, cái này thì đi lên. Ủa? Ủa phải giữ. Đi lên đúng không? Đi lên có cái gì như này đây. Ok, mình lấy được một cái món đồ nào đó. Berry. À, những cái này những cái thu thập. Những cái thu thập này. Ok, collectible thôi. Gì đây? À đù. Cái này xoay này để cho nó đổi hướng di chuyển của mấy cái đường ống này à? À phức tạp nha. Ok. Khó đấy, phức tạp rồi đấy. Ờ. Mình phải cho cái dây chuyển sản xuất cái con đồ chơi này. Con cái Bonzo này. Nó phải đi chuẩn. Lên kiểm tra xem nào. Lên đây nó lại bị rơi xuống. Vì vậy mình phải đẩy nó đi sang bên trái. Mà đẩy cái này sang bên trái thì có một cái nút. Có một cái nút nào để nó sang bên trái. Xoay mũi tên này lại nè.
mũi tên này xoay lại là cái nào? Cái này à? Không, mũi tên này nó lại là cái đây, cái nào ta? Cái này. Không phải luôn. Có thể là cái màu vàng này chăng? Đúng rồi. Rồi lên tiếp. Rồi, như vậy là cái này. Đi sang bên trái. Sang trái. Rồi, nhìn sang trái. Đi vào đây. Ủa? Đi vào ngược lại. Ủa? Ủa? Ui! Ok, mình lấy được con đồ chơi này nhưng mà rồi làm sao nữa nhỉ? Chắc là chỉ khi chỉ cần một con thôi. Cái này giống như là ở cái bữa ở chapter 1 ấy, mình sẽ để cái con thỏ vào trong cái chỗ như này. Cái chỗ này này, toy scanner kìa, máy quét kìa. Rồi, đâu cái này nha. À, xoay lại cho cái này nó khớp vào đây. Cái dưới này nó khớp này. Ô, mình có thể xoay cái này được, một mình cái này được mà. What the hell? Yeah, yes, 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 chuẩn rồi, chuẩn rồi. Tạo cái đường để cho mình đi qua bên phải. Mình sẽ ghép cái con thỏ vào đây. Con Bonzo vào đây. Rồi, quét đi. Đó. À đây 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 đây. Sao nhiều đường vậy ta? Đây là cái gì? Không mở được cửa. Bên này cũng có đường, bên kia cũng có đường. Bên này là cái băng màu đỏ này. Mình phải dẫn điện qua cái số 2 này để. Như vậy là bắt buộc chúng ta phải đi đường ở dưới đấy các bạn nha. Đi cái đường ở dưới này. Rồi, nhạc du dương nghe có vẻ vui đấy. Nhưng mà không, không vui đâu. Không vui tí nào với cái trò chơi này đâu. Bây giờ lấy điện này. Cái này đúng không? Đó, dẫn điện này. Nhưng mà dẫn điện qua bên đó hả? Xa như này sao dẫn sao nổi nhỉ? Thật sự các bạn, xa này không dẫn nổi. Ủa? Không được để tay vào đây á. Truyền điện vào đây. Truyền vào đây. Sao mà lấy được nhở? Ủa? Đấy, hiểu rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giật ra. Trong lúc mình giật cái này ra để ngừng kết nối điện là cái cổng sắt, lưới sắt nó sẽ mở ra ngay. Và mình sẽ lấy điện. Ok, qua bên này. Bắn vào đây. Và chúng ta sẽ ok, hiểu rồi. Lúc đấy mình lại chạy qua đây, mình lấy điện từ cái ô 1 này đi qua cửa này để dẫn sang bên ô 2 bên kia. Rồi, ok, ok, hiểu rồi. Ê? Ơ? Hả? À! Đúng rồi, hiểu rồi. Không phải là mình nhét điện vào cái ổ trước mà mình sẽ phải lấy được cái điện ở vào tay phải xong ấy. Là mình lấy điện ở bên ổ cái số 1 vào tay trái luôn. Sau đó mình bay ở bên kia. Giờ thì mình đã hiểu Fugaka diệt trừ run như thế nào. Đấy, lấy liền luôn. Đâu, cái ổ số 2 đâu? Ủa, không mới tới. À, nó ở bên này à? Nó ở bên này à? Đây, nó ngay đây này, trời ơi. Woo! Let's go! Nice. Cái gì nó vừa mở ra các bạn ạ? Cái cửa đấy nó vừa mới mở ra. Có lẽ là bên này đúng không? Ô! Ê! Ủa? Ui! Ui! Chợt chân! Ô! Mình chen gian! Chơi lần cuối này, game cuối này. Game cuối, trốn tìm. Ê! 10, 9, 9, 9, 9, 9.
đâu rồi? Mình trốn đâu rồi? Bây giờ sự mình không biết phải làm gì luôn á. Mình cứ chạy theo bản năng chạy phía trước rồi à? Chứ biết là phải làm gì cả. Từ xuống đây rồi mà đây, từ trên kia mình đi xuống này. Ê, có một cái lỗ ở đây. Thêm một cái lỗ ở đây. Mình nghi các bạn ạ, sắp đến đoạn truy đuổi rồi. Cái nhà máy này ảo thật đấy. Nhà máy toàn ống thông hơi không. Bỏ mấy ra. Ủa đâu có mở đây đâu. Đây. Ê, cái trò này quen nha. Cái tiết mục này quen thuộc nha. Ê, chúng tôi đã nhìn con kia rồi. Lối thoát hiểm khẩn cấp. Cứ tưởng là đuổi nhau cho ống thông hơi nữa. Lại cực kỳ quen thuộc. Bắn cửa này trông lạ người ta. Không biết cái con Mommy Lonex có tên số bất cứ lúc nào đây. Bây giờ mình cắm đầu mình chạy các bạn ạ. Rồi, hai cái gạt cần đến đây à. Đây có cái gì? Có phòng số 1. 1, 2, 3, 4 gì đây này. À, nó sẽ chỉ cho mình biết là cái nào bấm đầu tiên. Cái này là số 1 ở đây. 1 đây, 2 đây, 3 ở đây. Rồi, 1, 2. Chéo ở góc trên trái là 1, góc sau lưng trái là 2 và chéo phải là 3. 1, 2, 3. Chắc này là 4 nhỉ? Nope. Áo vải. Cái dây màu nào đi vào ổ nào? Cái này là dây màu đỏ này. Đỏ xanh nước biển. Đỏ xanh nước biển, xanh lá cây, vàng. Ok, đỏ xanh nước biển, xanh lá cây, vàng. Nó phải như thế. Đỏ xanh nước biển, xanh lá cây, vàng. Đó, chuẩn liền ngay. Quả mình không quan tâm gì nữa, không quan tâm, mình chạy đây. Mình chạy. Holy shit. Rồi, đoạn đó là phải bám leo lên đúng không? Nào đây. Nào thì xuyện đi. Không, phải rẽ phải nó mới ra này. Xuống. Ok, rồi. Ồ, nghe đổi cho mình kìa. Bye bye. Hey. Hình như mình phải lợi dụng lúc đi qua để mình nhảy xuống, mình chạy tiếp đường đó đúng không? Chứ bây giờ là mình mà thả ra có khi là mình toang này. Có vẻ như đúng rồi các bạn ạ, mình phải bám bên đó để mình chờ cho nó chạy đi mất. Sau đó là mình mới chạy tiếp bên đường này. Oh, đúng rồi. Yeah, mình đã đúng. Nice. Lấy điện ở đây, truyền qua đây. Rồi sẽ có một cái gì đó xảy ra đúng không? Cầu thang này có cái gì không? Không hiểu có cái gì, cứ thử đi, thử là biết. Cái gì đấy? Cái là cái lò điện gì à? Cái lò thiêu hủy à? À! Kéo ra! Và sau đó là khi lưỡi lòi tắt, mình chạy vào. Nice. Đóng lại, cho nó chắc. Ok. Nhưng giờ là người tiếp theo. Ê, đúng luôn á, giờ làm gì tiếp theo không biết luôn á. Chắc mình phải bỏ một cái gì đó vào đây này. Bỏ một cái gì đó ở chỗ này này. Xung quanh đây có cái gì không ta? Xung quanh đây có một cái món đồ chơi nào không nhỉ? Hay là mình phải chạy vào đó nhỉ? Nó hơi ngu nhỉ? Nghe nó hơi ngu ấy, nhưng mà chả lẽ là chính mình phải chạy vào đó. Mình không nghĩ là mình sẽ phải chạy vào đây đâu. Ủa? Ủa, cái lửa thì kì vậy bạn ơi. Cái lửa thì kì cục vậy. Thôi, làm tí lửa cho nó sáng cái phòng này lên nữa nào, rồi mình nhìn tiếp nào. Ô, mình có cái gì đó. Rồi. Ta đây. Để vào đây đúng không?
Mà đây là cái gì nhỉ? Gear mode. Một cái gear mode, một là nó là một cái khuôn. Đúng không? Cái khuôn đúng không? Nhưng mà làm sao để dùng được cái trang bị này thì không ai nói. Gắn vào đâu thì cũng không biết. Có khi là cái khuôn đấy là để cho mình là lắp vào một cái vị trí ở đấy. Mình nghĩ là như vậy. Một vị trí ở đấy đang thiếu. Thế cái máy này nó có thiếu cái ô đúng không? À đây, 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 đây. Đó. Rồi, 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 rồi. Bây giờ chắc nó mới hoạt động này. Ok, tiếng nhạc đây là tiếng nhạc mỗi khi mà hoàn thành xong bàn ấy. Đây, 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 đây. Đây. Rồi. Và có cái cần gạt mới này. Cái này nó xoay. Đây, lắp vào đây. Cái này cái bộ răng cưa đã bị gỡ ra, phải thay thế ngay lập tức. Này nó là kéo cái gì đây? Nó là kéo một cái gì đó các bạn ạ, để thử xem. À! Mới cửa này. Đây. Oh shit! No! Đừng! Đây. Có lẽ nào mình phải dùng cái này. Để đốt cháy mà mình lòng lên. Để vào đây. Để vào đây. Come on. Hình như mommy long legs nó cũng khôn các bạn ạ. Nó không có vào đây. Mà nó đâu ấy? À! Rồi, mình đã làm đúng là mình phải trốn ở đó để mình gọi là an toàn. Mommy long legs không dám chạy vào. Ồ. Thế mình tưởng ở đấy là mình thật tiêu diệt mommy long legs tại đó luôn chứ. Cái này nữa. À! Ôi giời ơi! À! Cáu thật sự đấy. Nó chơi quả đấy. Bất ngờ thật sự đấy. Xanh nước biển mình là nó chụp tay mình đúng không? Ôi! Nói à! Ai! Nghe cần chưa nào? Cho chạy đi qua đây! Ôi! Chị ơi! Chị ơi! Ơ! À. Ủa? Nó mắc kẹt đấy mà mình phải làm gì ta? Đây! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Nào cái đây. Come on. Mommy long leg. Tao không sợ mày đâu. Thảo thật đấy. Rồi rồi mở. Khẩn trương. À. Mày chết. Mày mắc tay vào đấy. Mày chết. Mày chết đi Mommy long leg. Tao làm được mà, tại you can, tao làm được. Mày phải trả giá mà mình lòng lên ạ. Ui. Ui. Cái gì nó mới lôi? Cái tay gì đây? Ok, mình phải đi ra đây đúng không? Là vẫn còn có một cái thứ gì đấy ở phía sau nữa. Còn một con chùm nữa. Hay là Kissimissi nhỉ? Mà cái tay đấy là cái tay kiểu tay máy màu đen mà đâu phải là Kissimissi đâu. Màu hồng, Kissimissi màu hồng mà. Có cửa đây, không mở được. Vậy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Vẫn còn một cái điều bí ẩn nào đấy vẫn còn ở trong cái game này.
Cái cửa tự mở mở dễ thế. Mình về lại đây rồi này. Mình về lại cái chỗ Game Station rồi. Nhưng mà mình mới chỉ có hai cái code, hai cái mã code của cái đoàn tàu hỏa. Thế làm sao mà mình dùng tàu đi được? À, trời ơi, bây giờ mình mới nhớ ra. Búp bê Poppy. Búp bê Poppy đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian mình phải chạy trốn Mommy Long Legs vậy? Trên tay của Búp bê Poppy đang có mã code cuối cùng. Ảo thật đấy. Có thấy đau không? Không. Bây giờ hãy đi. Lên tàu đi, chúng ta phải đi thôi. Sao giọng của Poppy Poppy lại cảm giác rất là buồn vậy ta? Và bây giờ để kiếm đường đi xuống đã. Ok. Cho cái quả đường ống này hơi nghi ngờ nha. Ok, à là ống trượt xuống mà thôi. Yes sir! Đây là lúc để mình trốn thoát khỏi cái nhà máy này rồi các bạn ạ. Rồi, mở cửa ra. Nice. Nhập cốt. Đầu tiên, con gì đấy? Con này là con thỏ à? Thỏ Bonzo đúng không? Thỏ nè. Xong rồi là Kissimissi, Cadby và Mommy Longlegs. Ủa sao bấm ta? À, sao bấm E? Ừ đúng rồi. Đây. Rồi Cadby. Ok. Ủa đúng cốt chưa? Đúng cốt rồi mà đúng không? À, mình phải xoay cái này cho đến khi nào mà nó đúng mới thôi đúng không? Đây, như này đúng rồi nè. Rồi. Ok. 1, 2, 3, 4. Này đúng rồi mà đúng không? À, còn phải đúng màu. Phải đúng màu nữa. Ui dồi ôi, đây đỏ. Đỏ vàng. Đỏ xanh. Xong rồi là cái cốt cuối cùng. Mới là thứ tự. 3, 1, 2, 4. Yes. Bây giờ thì mình kéo cần. Phải kéo cái còi tàu à? Còi tàu đâu nhỉ? Hay đây à? À đây. Còi tàu đâu đây này. Ok. Chu. Yes. Mình đã trốn ở đây được rồi. Yes sir. Cho tôi đi khỏi đây đi. Làm ơn, tôi đi khỏi cái nhà máy đồ chơi chết tiệt này đi. Đưa tôi khỏi đây. Mà Bubble Poppy đâu nhỉ? Mình nhớ là mình rất là mình với cả Bubble Poppy là cùng nhau đi ra ngoài mà. Nói chung là không quan tâm. Tung tôi chưa gặp ai như cậu. Cậu biết tôi đã kẹt trong đấy bao lâu không? Quá lâu. Búp bê Poppy đổi hướng tàu. Nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra. Nhưng mà tôi biết rằng là cậu giúp được tôi. Bây giờ mình đi đường nào đây? Mình đi về đâu này? Nó đổi hướng mình mất tiêu rồi. Thế là mình lại đi vào trong cái nhà máy à? Cái tàu này nó đang cắm mặt xuống lòng đất đây à? Đoàn tàu đi vào lòng đất đây à? Ê, báo đỏ là sao bạn ơi? Oh no. Là phải kéo này xuống hả? Cảnh báo, tốc độ, nguy hiểm, dừng tàu lại. Dừng tàu kiểu gì? Dừng kiểu gì thì không ai nói với tôi cả. Kéo này đúng không? Đúng rồi. Quay nó lại. Play care. Ok, mình đang mắt nhắm mắt mở này, mình đang bị kiểu đang bị choáng. Và như thế là kết thúc
Chapter 2 của Poppy Playtime. Một sự chạy trốn khỏi Mommy Long Legs cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà Fofa chạy trốn cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà cuối cùng thì kết cục là búp bê Poppy lại không muốn mình đi và đã đổi hướng tàu để cho mình mắc kẹt lại tại nhà máy đồ chơi này. Và có lẽ chúng ta muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sẽ phải đợi đến chapter 3, chương 3 của trò chơi này mới có thể biết được rằng là liệu mình có thể trốn thoát được không. Nhưng mà vẫn còn đó Kissimissi trong cái nhà máy này. Liệu Kissimissi có lẽ sẽ trở thành con trùm ở cái chapter 3 không? Hay là Kissimissi sẽ giúp mình ở chapter 3 chiến đấu lại Poppy, búp bê Poppy? Wow. Ôi nhưng mà thật sự các bạn đã lâu lắm rồi mình mới chơi một trò mà nó thú vị kiểu như thế này luôn ý. Cảm ơn bạn đã chơi. Và mình cũng cảm ơn những bạn nào đang xem cái video này đến thời điểm này rồi. Các bạn đã cùng mình trải qua một cái cuộc hành trình cực kỳ gian nan vất vả để mà hoàn thành được Poppy Playtime Chapter 2. Woo! Và mình rất mong đợi rằng là Chapter 3 sẽ ra mắt càng sớm càng tốt để cho chúng ta có thể tiếp tục đi theo hành trình của khám phá cái nhà máy đồ chơi Playtime này để xem là búp bê Poppy liệu có những cái ý đồ, những cái âm mưu nào nữa các bạn nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.